Chào anh, em là Tuyết Xuân. Trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, anh thích mùa nào nhất? Em là cô gái có vẻ ngoài nhẹ nhàng như hoa tuyết đầu mùa, mang tinh thần mạnh mẽ của một chiến binh mùa đông, có một trái tim ấm áp như mùa hè, thỉnh thoảng cũng lãng đãng mơ mộng như mùa thu. Chúng ta có thể gặp nhiều thất bại, nhưng tuyệt đối không để bản thân bị đánh bại. Em luôn sẵn sàng đón nhận những điều tồi tệ xảy ra trong cuộc sống, vì em tin vào bản thân mình sẽ vượt qua được tất cả thử thách. Cô gái tự tin chính là em. Cô gái không bi oan, luôn cố gắng nhìn về hướng tích cực cũng chính là em. Anh ơi, hãy sẵn sàng để tỏa sáng nhé. Bởi vì ngày hôm nay em chỉ thấy mỗi hình bóng anh thôi. Tải ngay app hẹn hò Wow đây để gặp gỡ những chàng trai chín chắn và vô cùng chất lượng ngoài đời thực nhé. Nơi nào có em sẽ là nhà, chẳng cần kiếm chi ở đâu xa. Đã đây trước mắt anh, đây là cả thế gian, vũ trụ hoàn mỹ.